Xin chào quý phụ huynh cùng các em học sinh. Trong video ngày hôm nay, thầy sẽ cùng các em đi chữa tiếp bài 10, tiết 6, luyện tập về phép cộng trong phạm vi 10. Nội dung được trích ở trong cuốn sách bài tập hàng ngày toán 1, tập 1 theo chương trình kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta đi vào phần 1, phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Để bài hỏi số cần điền vào trong dấu hỏi chấm. Chúng ta có 2 cộng 3 cộng 4 bằng. Chúng ta đếm này. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy thì 2 cộng 3 cộng 4 sẽ bằng 9. Chúng ta khoanh vào đáp án C. Câu 2, để bài hỏi rằng phép tính thích hợp để điền vào dấu hỏi chấm. Chúng ta có kết quả bằng 6 và chúng ta thực hiện nhé. Ý A này, chúng ta có 3 cộng với 3 bằng 3, chúng ta thực hiện bằng 3 chấm tròn màu xanh. Số 3 này chúng ta thực hiện bằng 3 chấm tròn màu đỏ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy 3 cộng 3 bằng 6. Vậy câu 2 chúng ta thấy rằng đáp án A sẽ phù hợp. Ý B thì sao? 1 cộng 6 này bằng số 1 thể hiện bằng 1 chấm tròn màu xanh. Số 6 thể hiện bằng 6 chấm tròn màu đỏ. Đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy 1 cộng 6 bằng 7 cơ. Tiếp theo này, 2 cộng 5. Số 2 thể hiện bằng 2 chấm tròn màu xanh. Số 5 thể hiện bằng 5 chấm tròn màu đỏ. Khi đó chúng ta có 2 cộng 5 sẽ bằng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 cộng 5 bằng 7. Như vậy ý C cũng không đúng nhé. 8 cộng 0 bằng 8. Vậy ý D cũng đúng. Như vậy câu 2 chúng ta chọn đáp án A. Chúng ta sang câu 3. Số cần điền vào dấu hỏi chấm để 3 cộng hỏi chấm bằng 10. 3 cộng hỏi chấm bằng 10. Số 3 chúng ta thể hiện bằng 3 chấm tròn màu xanh. Và bắt đầu chúng ta đếm này. Đếm đến 10 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy chúng ta có này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy 3 cộng 7 bằng 10. Vậy câu 3 chúng ta chọn đáp án D. Câu 4, số cần điền vào dấu hỏi chấm. Chúng ta có 6 cộng 2 này. 6 cộng 2 bằng 6 thể hiện bằng 6 chấm tròn màu xanh và 2 thể hiện bằng 2 chấm tròn màu đỏ. Khi đó 6 cộng 2 sẽ bằng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 cộng 2 bằng 8. Để lớn hơn như vậy chúng ta có 7 cộng mấy nhỉ? 7 cộng 0 thôi. Và chúng ta chọn đáp án A, 7 cộng 0 bằng 7. Chúng ta sang câu 5. Để bài hỏi phép tính có kết quả lớn nhất. Và chúng ta đi thực hiện từng phép tính một nhé. Ý A này, 3 cộng 2 này. 1, 2, 3. 1, 2. 3 cộng 2 bằng này. 1, 2, 3, 4, 5. 3 cộng 2 bằng 5. 0 cộng 6 này. 0 chúng ta thể hiện bằng 0 chấm tròn. 6 thể hiện bằng 6 chấm tròn. Như vậy chúng ta được 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cộng 6 bằng 6. Ý C nhé. 5 cộng 2 này. 5 thể hiện bằng 5 chấm tròn màu xanh. 3, 4, 5. 2 thể hiện bằng 2 chấm tròn màu đỏ. Khi đó 5 cộng 2 sẽ bằng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 cộng 2 bằng 7. Và ý D, 4 cộng 4 này. 4 thể hiện bằng 4 chấm tròn màu xanh. Số 4 này chúng ta thể hiện bằng 4 chấm tròn màu đỏ. Như vậy 4 cộng 4 sẽ bằng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 cộng 4 bằng 8. Vậy trong 4 đáp án chúng ta thấy rằng đáp án D có kết quả lớn nhất. Chúng ta chọn đáp án D. Rồi cô, chúng ta sang bài số. Chúng ta sang tiếp phần 2 với bài số 1. Bài yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào trong ô trống. Ý đầu tiên chúng ta có 5 cộng 3 bằng 5 thể hiện bằng 5 chấm tròn màu xanh. Số 3 chúng ta thể hiện bằng 3 chấm tròn màu đỏ. Khi đó chúng ta có này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 cộng 3 bằng 8, và chúng ta điền số 8 vào. Tiếp theo chúng ta có 3 cộng 4 nhé. 3 cộng 4 bằng số 3 chúng ta thể hiện bằng 3 chấm tròn màu xanh. Số 4 chúng ta thể hiện bằng 4 chấm tròn màu đỏ. Khi đó 3 cộng 4 sẽ bằng này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 cộng 4 bằng 7. Thì tiếp theo 2 cộng 7 nhé. 2 cộng 7 bằng số 2 chúng ta thể hiện bằng 2 chấm tròn màu xanh. Số 7 chúng ta thể hiện bằng 7 chấm tròn màu đỏ. 3,
4, 5, 6, 7. Khi đó 2 cộng 7 bằng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 cộng 7 bằng 9. Chúng ta điền số 9. Tiếp theo chúng ta có 1 cộng 8 nhé. 1 chúng ta thể hiện một chấm tròn màu xanh. 8 chúng ta thể hiện bằng 8 chấm tròn màu đỏ. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 cộng 8 bằng 9. Vậy chúng ta điền số 9 vào. Tiếp theo chúng ta có 3 cộng 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 cộng 5 bằng 8. Tiếp theo 6 cộng 3. Số 6 chúng ta thể hiện bằng 6 chấm tròn. Số 3 chúng ta thể hiện bằng 3 chấm tròn. Chúng ta có này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 cộng 6, 6 cộng 3 bằng 9. Được chưa? Phép tính tiếp theo 2 cộng 6. 2 cộng 6 bằng. Số 2 chúng ta thể hiện bằng 2 chấm tròn. 1, 2. Số 6 thể hiện bằng 6 chấm tròn màu đỏ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy thì 2 cộng 6 bằng 8. 1 cộng 9 nhé. Số 1 chúng ta thể hiện bằng 1 chấm tròn màu xanh. Số 9 chúng ta thể hiện bằng 9 chấm tròn màu đỏ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đếm này. 1 này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy 1 cộng 9 bằng 10. Chúng ta chọn 10. Tiếp theo 5 cộng 1. 5 chúng ta thể hiện bằng 5 chấm tròn. 3, 4, 5. Số 1 chúng ta thể hiện bằng 1 chấm tròn. Vậy 5 cộng 1 bằng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 cộng 1 bằng 6. Chúng ta điền số 6. 8 cộng 1 nhé. 8 thể hiện bằng 8 chấm tròn màu xanh. 4, 5, 6, 7, 8. 1 thể hiện bằng 1 chấm tròn màu đỏ. Đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 cộng 1 bằng 9. Chúng ta điền số 9. 5 cộng 4 này. 5 chúng ta thể hiện bằng 5 chấm tròn màu xanh. 1, 2, 3, 4, 5. 4 chúng ta thể hiện bằng 4 chấm tròn màu đỏ. Chúng ta có này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 cộng 4 bằng 9. Chúng ta điền số 9 nào. 4 cộng 6 này. 4 cộng 6 bằng. 4 chúng ta thể hiện bằng 4 chấm tròn màu xanh. 6 chúng ta thể hiện bằng 6 chấm tròn màu đỏ. 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta có này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy các em điền số 10 nhé. 4 cộng 6 bằng 10. Chúng ta xong tiếp với bài số 2. Đề bài yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào trong ô trống. Và tập này chúng ta thực hiện phép tính cộng. Vậy chúng ta cũng sử dụng phương pháp chấm tròn thôi. Đầu tiên 1 cộng 2 cộng 3 này. Số 1 thể hiện bằng 1 chấm tròn này. Số 2 thể hiện bằng 2 chấm tròn này. Số 3 thể hiện bằng 3 chấm tròn. 1, 2, 3. Khi đó 1 cộng 2 cộng 3 sẽ bằng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bằng 6. Vậy chúng ta điền số 6 nhé. Tiếp theo 2 cộng 5 cộng 1. 2 cộng 5 cộng 1. Số 2 chúng ta thể hiện bằng 2 chấm tròn màu xanh. Số 5 chúng ta thể hiện bằng 5 chấm tròn màu đỏ. 3, 4, 5. Số 1 chúng ta thể hiện bằng 1 chấm tròn. Vậy chúng ta có này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy thì kết quả của chúng ta bằng 8 nhé. 1 cộng 8 cộng 1 này. 1 cộng 8 cộng 1 bằng. Số 1 thể hiện bằng 1 chấm tròn. Số 8 thể hiện bằng 8 chấm tròn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Số 1 này chúng ta thể hiện bằng 1 chấm tròn. Và chúng ta có này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy 1 cộng 8 cộng 1 sẽ bằng 10. Tiếp theo chúng ta có 3 cộng 0 cộng 5. 3 cộng 0 cộng 5 bằng. Số 3 chúng ta thể hiện bằng 3 chấm tròn. Số 0 chúng ta không thể hiện. Số 5 chúng ta thể hiện bằng 5 chấm tròn. Khi đó chúng ta có này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy thì 3 cộng 0 cộng 5 bằng 8. Đây là số 8.
Tiếp theo chúng ta có 6 cộng 1 cộng 2. 6 cộng 1 cộng 2 bằng 6 thể hiện bằng 6 chấm tròn màu xanh. Số 1 chúng ta thể hiện bằng 1 chấm tròn màu đỏ. Số 2 thể hiện bằng 2 chấm tròn màu xanh. Chúng ta có này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy 6 cộng 1 cộng 2 bằng 9 nhé. Tiếp theo chúng ta có này 1 cộng 5 cộng 4 này. 1 cộng 5 cộng 4 bằng này 1 này 1, 2, 3, 4, 5. Số 4 chúng ta thể hiện bằng 4 chấm tròn. Chúng ta có này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy thì 1 cộng 5 cộng 4 cũng bằng 10. Chúng ta sang bài số 3. Để bài yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào trong ô trống 2 cộng ô trống bằng 4 này. Số 2 chúng ta thể hiện bằng 2 chấm tròn. Bắt đầu chúng ta đếm nhé. 1, 2, 3, 4. Như vậy chúng ta thêm đây 1, 2. Thêm 2 chấm tròn và chúng ta điền số 2 nhé. Tiếp theo này 5 cộng ô vuông bằng 8 này. Vậy số 5 chúng ta thể hiện bằng 5 chấm tròn. Chúng ta đếm này 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8. Như vậy chúng ta có 1, 2, 3, có 3 chấm tròn. Vậy thì 5 cộng 3 bằng 8. Ô trống cộng với 2 bằng 2. 2 thể hiện bằng 2 chấm tròn này. Nó có 1, 2. Như vậy số ở trong ô trống là số 0. 0 cộng 2 bằng 2. Tiếp theo chúng ta có ô trống cộng 4 bằng 10. Ô trống cộng 4 bằng 10. Số 4 chúng ta thể hiện bằng 4 chấm tròn nhé. Đếm này 1, 2, 3, 4 này. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy chúng ta điền số 6. 6 cộng 4 bằng 10. Tiếp theo chúng ta có 4 cộng ô trống bằng 7. 4 thể hiện bằng 4 chấm tròn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy chúng ta có này 1, 2, 3, 3 chấm tròn tượng trưng cho số 3. 1 cộng với ô vuông bằng 9. 1 thể hiện bằng 1 chấm tròn. Đếm này 1 này 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vậy có mấy số nhá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy 1 cộng 8 bằng 9. Ô vuông cộng 1 bằng 8. Số 1 bằng 1 chấm tròn. Đếm này 1 này 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy mấy đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vậy 7 cộng 1 bằng 8. Ta điền số 7 nhá. Tiếp theo này, ô vuông cộng 8 bằng 10. Số 8 chúng ta thể hiện bằng 8 chấm tròn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy chúng ta thêm 1, 2, 2 chấm tròn, chúng ta điền số 2. Chúng ta xong tiếp với bài số 4. Để bài yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào trong ô trống. Đầu tiên là 5 cộng 2 này. 5 cộng 2 bằng 5 chúng ta thể hiện bằng 5 chấm tròn. 3, 4, 5. Số 2 chúng ta thể hiện bằng 2 chấm tròn. 1, 2. Như vậy 5 cộng 2 sẽ bằng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 cộng 2 bằng 7. Chúng ta cộng thêm 2 nhé. Vậy là 7 cộng 2 bằng 7 chúng ta thể hiện bằng 7 chấm tròn. 3, 4, 5, 6, 7. 2 chúng ta thể hiện bằng 2 chấm tròn màu đỏ. Vậy chúng ta có này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 cộng 2 bằng 9. Chúng ta viết số 9 vào. Rồi tiếp theo, 0 cộng 1 bằng 1, chưa? Sau đó 1 cộng 8 nhé. 1 cộng 8 bằng 1 thể hiện bằng 1 chấm tròn thôi. Số 8 chúng ta thể hiện bằng 8 chấm tròn màu đỏ. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 cộng 8 bằng 9. Chúng ta điền số 9 vào đây nhé. Tiếp theo chúng ta có 3 cộng 2. 3 cộng 2 bằng 1, 2, 3. Số 2 của chúng ta này. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 3 cộng 2 bằng 5. 5 cộng 3 bằng 1, 2, 3, 4, 5. Cộng với 3 chúng ta ghi 3 chấm tròn. 1, 2, 3. Vậy được này.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 cộng 3 bằng 8. Tiếp theo chúng ta có 5 cộng 3 rồi đúng không? 5 cộng 3 bằng 8 ở bài tập này rồi. 8 cộng 2. 8 cộng 2. Đây. 8 cộng 2 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này. Cộng 2 chúng ta điền 2 chấm tròn này. Chúng ta có này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy thì 8 cộng 2 bằng 10. Ta điền số 10. Chúng ta sang tiếp bài số 5. Đề bài yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào trong ô trống. Đề bài của chúng ta này. Chúng ta thấy ban đầu trên xe buýt có một người, bác tài xế đúng không? 1, sau đó có 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 người lên xe buýt. Như vậy có tất cả 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 người. Vậy chúng ta có 1 cộng 5 bằng 6 này. Ban đầu chúng ta có 1, 2, 3, có 3 chú chim đang đậu trên cành. Sau đó có 1, 2, 3, 4, chú chim bay tới, vậy 3 cộng 4 bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy 3 cộng 4 bằng 7, chúng ta điền số 7. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 5, cũng là bài tập cuối cùng của bài 10 tiết 6. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo.